Cối tít A 611. Hôm nay mình chia sẻ một cái câu chuyện rất là thú vị. Đó là con cối 611 này của anh bạn Nguyễn Đắc Luân. Ở trên Skype nó là ông lái xe nick là Blue Blue Sky đi. Anh ấy nhờ mình bán cái con máy này với một con âm ly Marantz. Marantz thì mình bán được 7 triệu cho một con bạn. Thì mình nói mình lấy tiền công 500 ngàn thôi, anh trả anh lấy thì anh nói thôi gửi cho bạn là 1 triệu, có nghĩa là mình gửi lại cho ông là 6 triệu, không có nghĩa là mình cái công mình bán với lại tiền trách nhiệm của mình á, tại vì khi mình bán là mình trách nhiệm với người 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 nhờ thì người ta không có trách nhiệm đâu, là người ta chỉ có việc mà anh em mà tin tưởng với nhau nhờ nhau thôi, còn người giao lưu đầu cuối người mà mình đứng ra chịu trách nhiệm thì tiền trách nhiệm tiền công làm này kia. Thì con cối này thì anh mua vào 12 triệu rưỡi, thì mình nghĩ là chắc cũng về, cũng nhìn nó đẹp lắm, ngày mình bán được ở tầm 11 rưỡi hoặc là 11 như vậy, tại vì mấy người ngon mà, thì tầm 11 cũng được, thì mình gửi ảnh lại 10 triệu, mình còn kiếm 1 triệu tiền công với là tiền trách nhiệm này kia, tiền làm đó, tại vì mấy anh em với nhau thì giúp nhau thôi. Nhưng có một điều khá đặc biệt đó là cái con máy này cái đầu từ nó hay chắc quá, hay chắc phát ghi thì hai đầu từ ghi thì hai chắc, phát thì hai và bốn chắc luôn, lấy cái này xuống đi. Nhưng mà cái đầu từ phát của thằng bốn chắc á, thì nó bị nổ rồi, tại vì cái đầu nó sẽ bị nổ và cái đầu ghi của hai chắc cũng bị nổ, thì mình sẽ thay thằng bốn chắc luôn. Cái đầu mình không có chuyên cối nên là cái việc thay đầu từ này á, thì mình phải nhờ tới ông bạn ở trên Nhật Tảo anh kiếm cho cái đầu từ về mình thay vào. Đấy thì anh hết 1,5 triệu cả thay. Thì mình nói thay hết 1,5 triệu, mình hỏi ý kiến của anh Luân trước. Thì sau một thời gian về nhà mình kiểm tra thông số này kia thì thông máy nó sai, tại vì nó sai tùm lum hết rồi, mình không có cân được. Khi đó thì mình cũng chả biết phải làm sao, cho nên là nhờ anh Trần Ngọc Cẩm ghi cho một cuốn băng test mà trên một cuốn máy u hơ rất là chuẩn. Máy u hơ mình kiểm tra lại thì mình kiểm tra thông số thì rất chuẩn của băng test này, nhưng mình vẫn chưa làm được, có nghĩa là nó sai số rất là nhiều. Thì tạm thời thì vẫn để làm rề, cho nên là mình chia sẻ với anh Luân là thôi để em lại để mình 8 triệu đi, rồi mình lấy mình làm rề thôi, từ từ bữa nào sửa xong rồi bán rồi được nhiêu thì bắt đầu cái đó mình cắt lại, mình sẽ trừ ra cái tiền phí của mình 1,5 triệu, còn lại thì mình gửi cho ổng, chứ cũng không biết phải làm sao. Nhưng anh Luân cũng rất là tuyệt vời, ảnh đây có những cái câu chuyện rất là thú vị mà anh em chơi cassette thì cũng ít gặp, phải không? Mình mới chia sẻ thôi. Đây câu chuyện của mình nói thì tổng của chi phí là 14, có nghĩa là cái âm ly 6 và cái đầu cối là 18, 8 triệu, đầu cối là 8 triệu rất là rõ ràng, thì tổng là 14 triệu. Thì anh xuống dưới này thì anh nhắn tin bận quá, thì ngày 1 tháng 8 thôi, nó là bận quá giờ mới nhắn được. Ảnh này luôn thì nó nhắn là em tặng cho anh làm rề chơi luôn, có nghĩa là 8 triệu đấy, ông tặng cho mình 8 triệu luôn, mình cũng không, anh cũng không có lấy là tiền 8 triệu làm chi, nghĩa là giống như là rất là quý mến nhau. Nhưng mình thì mình cũng rất là quý tình cảm của anh em, mình chuyển lại 14 triệu trả, có nghĩa là rất là tuyệt vời quá. Mình đôi lúc là sống làm việc ai cũng phải cố gắng, nhưng mà có những lúc thì không phải cái gì cũng tiền quá, có tình cảm nữa, rồi có những cái đam mê mà nó không thể miêu tả được quá. Giờ mà kiếm được những người anh em mà chiến hữu như vậy thì cũng rất là khó. Mình với anh Luân thì gặp mai nhau một lần, trước anh mua với con tít hình như là V8030S với lại con Nakamichi chứ không gì cả. Thông tin rất là rõ ràng quá, nên là mình làm việc hết mình, anh em cứ an tâm. Với lại anh em nào có những người bạn như anh Luân thì đó là điều rất là may mắn quá. Mình sống thật thà cuộc sống mà, chứ còn cái gì cũng tiền, cái gì cũng dối trước dối sau thì nó không có tuyệt vời đâu, nhưng nó thành cái bản tính ra nó không có tốt, cái gì mình phải rèn luyện học hỏi thì nó mới đạt được. Ok, thế chia sẻ những cái thông tin rất là thú vị mà mình lần đầu tiên mình mới gặp, chứ trước giờ cũng chưa ai mà cho mình gì mà lớn, chỉ có trước có anh Dũng mình cho được cái cặp loa,
Đây, anh Dũng như ở Hải Phòng hay Nam Định quên mất rồi. Ở đâu quên quên mất đi. Anh cho cặp loa toàn giải của Philips đây. Nhưng mà do mình cũng từ chối miết, mình cũng không lấy làm chi, bởi vì anh em quý nhau thì người ta tặng thì mình rất là tuyệt vời chứ. Nhưng ai cũng rất là mình quý nhau cả. Cuối cùng thì mình cũng gửi địa chỉ mình nhận rồi và mình chưa có tặng được cái gì lại cho anh, thì không có thời gian để ghi mớ băng tặng cho anh Dũng. Anh em nào đọc hoặc là xem được cái video này cũng 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 mình cũng phấn đấu lên để đạt được những cái đẳng cấp như anh luôn. Có nghĩa là mình chơi với nhau là không đừng có quan tâm đến tiền lắm, cái gì cũng tiền tiền hết, nó mất hay quá. Sống thì làm việc thì chắc chắn là phải vì tiền rồi, nhưng mà ấy là cơ bản là nó còn nhiều thứ khác nữa chứ không phải lúc nào cũng tiền, đúng không? Đang làm máy này mất mấy ngày rồi, nói chung là sẽ test thông số lại dầu lửa của máy này nhiều vì cũng ngon rồi. Ok, xin cảm ơn, vậy thôi, xíu vậy được rồi. 5-6 phút gì đó rồi.